Thưa quý vị, chiều nay, bão Isin đang ở trên vùng biển phía đông, đông bắc đảo Luzon, Philippines với cường độ mạnh tới cấp 15 tương đương sức gió 176 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo khoảng đêm nay sáng mai, cơn bão này sẽ vượt qua kinh tuyến 120 độ kinh đông, đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Khi mới vào, cường độ vẫn rất mạnh cấp 14, tương đương sức gió 152 km/h, giật cấp 17. Những ngày sau do tiếp xúc với bề mặt nước biển lạnh, bão sẽ giảm dần cấp. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 11 khi ở khu vực phía bắc huyện đảo Hoàng Sa, cường độ bão giảm xuống cấp 11-12 giật cấp 14. Đến 13 giờ ngày 12 tháng 11, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Trung Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía đông của Bắc Biển Đông, từ đêm nay gió mạnh lên cấp 8 đến cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 4 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh sóng lớn.